Bạn có đoán được bài hát trong video mà bạn vừa xem không? Mình đoán rằng đây hẳn là một bài hát mà hầu hết chúng ta ở đây đều từng một lần nghe qua hoặc bị nghiện ca khúc gây sốt một thời này. Đó là ca khúc Thu Cuối. Người Việt Nam thích ca khúc Thu Cuối là điều cũng khá bình thường đúng không? Nhưng bất ngờ hơn nha, vì khung cảnh mà bạn thấy trong video không phải là ở Việt Nam đâu, mà ở trong một thành phố ở Nhật Bản. Trong lúc mọi người đang tụ tập thì có một bài hát vang lên và như các bạn cũng thấy khung cảnh trong video đó, mọi người cùng nhau hòa mình và tận hưởng từng giai điệu của bài hát. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ bản thân mình khi chứng kiến khung cảnh này thì trong lòng dâng lên cảm giác xúc động và tự hào khó tả khi một ca khúc của Việt Nam lại có thể gây sốt ở quốc tế như vậy. Khi chứng kiến khung cảnh không khác gì một lễ hội âm nhạc quy mô nhỏ như thế này, cư dân mạng quốc tế cũng không tránh khỏi cảm giác trầm trồ. Hãy cùng xem bọn họ đã nói gì nhé! Với ca khúc này, dù không hiểu nghĩa của lời, nhưng giai điệu thực sự bắt tai. Tôi không thể ngồi yên khi nghe, cứ muốn nhún nhảy cùng nhịp điệu. Âm nhạc đúng nghĩa là không phân biệt ngôn ngữ và không hề tồn tại rào cản. Một bài hát Việt Nam đã tạo nên một không gian âm nhạc tươi vui và lạc quan giữa lòng Nhật Bản, đúng là âm nhạc không biên giới. Dù không biết tiếng Việt, nhưng các bài hát Việt Nam đã khiến tôi có cảm giác như đang đi trên một cuộc hành trình màu sắc và vui tươi. Từ ca khúc Di Tình, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về các ca khúc Việt Nam. Tôi đã biết được rất nhiều bài hát hay và có cho mình một playlist riêng. Bây giờ, ca khúc này sẽ được tôi thêm vào danh sách các bài hát yêu thích. Âm nhạc Việt Nam rất đỉnh vì bọn họ làm melody vừa hay, lời hát lại vừa ý nghĩa, chứ không chỉ là những từ ngữ tượng thanh như Hàn Quốc. Như thế thôi đã là một điểm cộng rất lớn rồi. Tôi cảm nhận được sự đột phá và sự đa dạng trong âm nhạc Việt Nam, nên âm nhạc này không ngừng mang đến những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo cho khán giả. Việt Nam thực sự có một kho tàng âm nhạc đáng khám phá. Bài hát trên video là một ví dụ. Như vậy là quá đủ để chúng tôi yêu thích âm nhạc của đất nước này. Âm nhạc của bọn họ đang ngày càng thể hiện được đẳng cấp và chất lượng của mình qua những bản nhạc mang tính chuyên nghiệp và độc đáo. Âm nhạc Việt Nam đang trở thành một sức mạnh văn hóa toàn cầu. Những bản nhạc xuất sắc và video âm nhạc chất lượng đã thu hút sự chú ý từ khán giả quốc tế. Có thể kể đến những cái tên như Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh. Bây giờ được biết thêm ca khúc này thì tôi thật sự phải nhìn âm nhạc Việt Nam bằng một ánh mắt khác đó. Âm nhạc Việt Nam có sức mạnh kết nối con người, dù không cùng ngôn ngữ, nhưng khi nghe bài hát trong video, mọi người đều cảm nhận được niềm vui và sự sảng khoái. Cách một màn hình mà tôi cũng có thể cảm nhận được không khí sôi động tại nơi đó. Tôi thật sự ngạc nhiên với sự tiến bộ và phát triển của nền âm nhạc Việt Nam và khi biết bài hát này được phát hành cách đấy hơn 10 năm trước, thì tôi còn bất ngờ hơn nữa. Âm nhạc của bọn họ vô cùng hiện đại, nếu nói là mới ra mắt thì tôi còn tin nữa. Nếu mà ngay ở thời điểm này thì khỏi phải nói, âm nhạc Việt Nam ngày càng đa dạng và chất lượng cao hơn. Sẵn đây thì chúng ta cùng ôn lại một chút kỷ niệm về ca khúc Thu Cuối này nhé. Thế hệ 8X, 9X có lẽ đã thuộc từng dòng chữ lẫn giai điệu quen thuộc của ca khúc nữa. Cả phần rap đến bây giờ chỉ cần nhắc Thu Cuối, chắc có lẽ ai cũng sẽ thuộc nằm lòng. Thu Cuối mang đậm dấu ấn một mùa thu Hà Nội với hương hoa sữa nồng nàn cùng với những giai điệu bắt tai đã để lại cho khán giả dấu ấn khó phai. Khi nhắc về một ca khúc về mùa thu ở Hà Nội, đã ai quên được hai từ Thu Cuối? Ngoài giai điệu phù hợp với các bạn trẻ, Thu Cuối còn là ca khúc rất ý nghĩa. Một lời bày tỏ tình yêu rất dễ thương từ một chàng trai dành cho bạn gái của mình. Nhiều bạn trẻ đã phát hiện là ẩn số khi ghép tất cả các từ đầu trong phần đọc rap của Mr. T trong ca khúc Thu Cuối thành Thu Trang à, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Một kiểu bày tỏ tình cảm thật ngọt ngào mà các bạn trẻ rất thích. Có thể bây giờ, nhiều rapper đã có những cách bày tỏ tình cảm qua lời rap tinh tế hơn. Nhưng vào thời điểm cách đây 10 năm thì Thu Cuối thật sự đã khiến bao người mê mẩn dù cách tỏ tình khá đơn giản. Không biết các bạn khán giả đang xem video của Grab Việt Nam có biết đến ca khúc Thu Cuối không nhỉ? Nếu bạn đã biết đến ca khúc này từ trước khi xem video thì bạn có cảm nhận gì? Có bồi hồi xúc động khi nghe lại ca khúc đã gắn liền với một thời tuổi trẻ của mình không? Và bạn ấn tượng nhất về phân đoạn nào trong ca khúc này? Còn với những ai sau khi xem xong video mới tìm đến Thu Cuối để nghe thì nhớ quay lại video này và chia sẻ cho mọi người được biết cảm nhận của các bạn nhé. Âm nhạc là sự kết nối thần kỳ giữa người với người mà, nên hãy cứ thoải mái chia sẻ tâm tư và cảm nhận của bạn. Và nếu có thể thì hãy gợi ý cho tụi mình thêm những ca khúc Việt Nam mà bạn thích nhất. Nếu được thì tụi mình nhất định sẽ làm video về nó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like video và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Grab Việt Nam.